Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là 29 Tết. Đây là cây cây mai giảo đa phúc ở nhà mình đó. Trồng ở dưới đất 80 hoành. Cây mai ghép trồng đất. Đó, anh đó mua phôi về trồng đất á. Đó. Người ta trồng đất, ta ghép rồi mình mới mua lại, ghép khoảng 1 năm. Mua về mình trồng lại cái bồn này. Đó. Này trồng được 2 năm rồi. Bắt đầu nó nở gốc lên, nứt xù á, da nứt lên lớn à, những vết xù nó bể ra nè, lớn gốc lên nè, 80 hoành. Đất đây là mình trồng 100% là đất đất sáng cạp, đất phù sa cạp với sông lên phơi khô đập nhỏ. Năm đầu thì nó chưa có bắt đất á, nó bông không có đẹp. Năm nay nè nó bắt rồi, nói chung là nguyên một năm nó xanh đen à, nó dễ chăm sóc lắm. Mai ghép à, cây nguyên thủy nó bông không có đẹp á, rồi chúng ta lựa giống đẹp ta ghép vô. Đây là cái tược rừng của nó nè, bên trong tược rừng nó đưa lên bông nó 5-6 cánh mà xấu quá à, thì ghép vô à, được giống đẹp chơi. Giáo đa phúc nè, năm nay ghép là được 3 năm, năm nay năm thứ 3 nè. Bứng ngay về tới về lui nó mất sức hết 1 năm, năm nay nó đẹp nè, nụ dữ lắm nụ. Chung mà hồi giữa năm nó trổ, tháng 9 tháng 10 nó trổ, trổ vàng cây luôn, mà tới chừng Tết lặt ra cũng bông nữa. Đủ lực thì bông nó tròn như thế này. Còn mấy bông nằm ở phía bên trong thì nó lẫn, hơi lẫn lẫn nè. Nó có 5 cánh nè. Mấy bông ngoài nắng nè, mấy cái nụ ngoài nắng. Đây nở ngày hôm qua. Này cũng một giống á, giống ghép ra mà có bông này bông kia. Bông màu đậm, bông màu lợt, cánh thẳng, cánh lận. Do chăm sóc á. Cái phía nhà nè, nhà chỗ này bông lại không có đẹp, bông nhỏ nhỏ không à, nó bị thiếu nắng. Còn cái mặt bên đây thì bông rất là đẹp, phía bên đây nè nó đẹp dữ lắm, bông bự bự không à. Cây mai ghép trồng dưới đất anh em tham khảo. Hồi trước có trổ nè, trổ dữ lắm, đậu trái nè, vậy mà cũng còn trổ nữa. Nụ trái này mất sức dữ lắm, cây dưới đất thì nó chịu được. Trái mày ghép trồng đất 80 à, càng ngày nó càng lớn ra nó nứt. Nó ăn rễ được là nó lớn gốc đó. Cái mai vàng trồng này càng ngày càng lớn gốc á.